Xin chào các bạn, nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm muốn mua hoặc nhận lại Arc Game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. LiveArc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào mọi người, lại là Ren đây. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với nick của bạn là là sao trời, không biết. Ông thật sự mình không biết đọc cái tên này kiểu gì luôn. Ok, bạn là gì lên? Trời ơi, trầm cảm thế nhờ. Sao đâu ra vẫn lạc đâu mà cái nick lên tàu được hẳn 94 ngày là sao? Rồi nick này có cái gì để sâu không mà ông ném. Ủa, 95 ngày ông ném cho tôi này. Nên thì nạp được 6.930 pha lê. Vậy là 6 chia 3 là 2. Bạn này nạp vào đây 2 triệu rồi, 90 mấy ngày, vậy là bạn này mới chơi được bao nhiêu? Là bạn 9, 9 chia 4 là 2, gần 2 version gì đấy. Ở đây thì mình thấy bạn ấy có hơi chưa Grizzard SS này, bạn ấy có lý tố thường, hơi chưa Sentient, hơi chưa Church, hơi chưa... Ui, làm hơi chưa thế. Khá là nhiều luật giả đấy. Ở đây thì bạn ấy có 1, 2, 3, 4, 4 luật giả rồi. Hơi chưa Thunder thì chắc là bạn ấy lấy free thôi. Vậy là bạn ấy có một hàng gacha này, 2, 3. Hơi chờ này thì không biết, thật sự không biết bạn lấy kiểu gì. Nói chung là cũng ok, 90 mấy ngày có từng đấy là Vakula là cũng khá là ổn rồi. Đâu thế thì chúng ta cứ xem là bạn ấy xếp team như thế nào, và sau đó thì còn thiếu cái gì thì chúng ta sẽ bù đắp nốt mọi người nhé. Ok, đầu tiên thì là Aichan thì bạn ấy có cây Lemurek SS này, có cây Nine Eye Tomotigendia và Midmay Bikini. Bạn này thì không có set Eli, cây Trần Phái cũng nói chung là không có cái gì cả. Nothing là không có gì. Ở đây thì nếu như không có đồ, ok, bạn ấy lắp đồ cũng khá là chuẩn rồi. Aichan thì là Valkyrie support lửa. Tiếp theo là Alien có cây Echo Paradise và không có Hender nên là bạn ấy cũng lắp cái set này. Cũng có cây chấn rồi, cây lên mức lên idiot. Bé đẹp Father Ferris thì vừa lấy thì có cây chấn và cũng không có Pastis. Có thể là Vakira support bạn này thì có run được ra cây chấn thôi. Và không có vết thánh, hơi chưa prison thì có cây lên mức lên idiot, có cây idiot là Star và full set Willow. Hay là set Liu Quy đó. Willow thêm S hả? Ok, ở đây thì bạn ấy đã có một Vakira DPS băng full gear rồi. SS full kia thì mình không biết là có mạnh hay không, bởi vì nick của mình không có, nhưng mà nếu như mà nó ngang ngửa với lại hơi chưa Thunder thì chứng tỏ là nó yếu. Hơi chưa Thunder SS không yếu nha mọi người. Rồi tôi nói yếu xong đến lúc mấy ông lại chửi tôi, lại bảo là không yếu. Ủa, thế bây giờ tao test tao thấy nó yếu thì tao bảo là nó yếu, bây giờ tao thấy nó yếu tao lại bảo nó mạnh à? Hỏi chấm. Bây giờ đấy, như hôm qua các bạn xem livestream của mình ấy, các bạn thấy hơi chưa Thunder, mình cầm hơi chưa Thunder SS SS0 nhá, SS1, SS2 thì chắc chắn là sẽ mạnh hơn, nhưng mình đang nói là ở mức rank SS0. Có 7 Thunder of Retribution, full Willow, full Willow, full Hender luôn, support đầy đủ, cầm đánh nó rất là đột luôn. Xong trong khi mình cầm mắm lửa 1/4, mọi người ơi, mình cầm mắm lửa 1/4 Tigenia đánh, xong rồi cần cầm bé mèo, mình cầm con mèo nhá, mình không hề cầm hơi chưa trước mà kiểu đánh nó kiểu nó mạnh hơn hẳn so với hơi chưa Thunder luôn đấy, mạnh hơn hẳn luôn nhá. Đấy, thế bây giờ tao test tao thấy nó sưng mảnh tao chết rồi. Bây giờ nhá, mình thấy mình cầm mình test thì mình thấy nó yếu hơn thật thì mình bảo nó yếu thì là nó yếu thật. Ủa, thế bây giờ nó yếu tao lại bảo nó mạnh, ủa ổn không, ủa ổn không vậy? Bây giờ cái gì mình nhìn thấy, cái gì mình chơi, mình trải nghiệm, mình thấy nó như thế, chẳng lẽ mình lại không được nói lại hồn. Không sao, nói chung là đấy chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi, và mình thấy nó như thế thì mình nói như thế, còn nếu các bạn thấy nó không như thế thì kệ mẹ các bạn. Còn ai thích bú phêm thì thôi, cứ cho người ta bú phêm đi mọi người, có sao đâu. Ok, ở đây thì hơi chuột just của bạn này thì có cây chấn level 65 và full suit bronze rồi. Ok, hơi chờ chết full gear. Support lửa điện nhỉ. Lửa điện thì ở đây bạn ấy có lý tố thường, nhưng mà lý tố thường của bạn này thì cũng không có đồ, có mấy cây chấn. Thanh niên này có vẻ là cũng gọi là rước cây chấn về, nhưng mà không có đồ. Ai trời ơi, Elysia vật lý,
cái gì? Grisel, đen Grisel thì bạn này cũng bạn này có top boss Kazine rồi, có cây trần luôn. Được cái là có Grisel có đồ, nhưng tại sao là bạn đấy lại không có nuôi nhỉ? Mới chỉ dừng lại mỗi đường S0 thôi. Cái đi bạn, trời ơi, Grisel sắp boss vật lý cực kỳ là ngon luôn đấy. Top boss Paganini có vẻ là cái top boss Paganini này bạn ấy bị lệch rate ra ấy mọi người. Lệch rate nha. FR thì bạn ấy cũng không có nuôi và cũng có cây diên vĩ, nhưng mà S S1 hơi chợp xen tiền này, hơi chợp xen tiền thì không có đồ, cũng có cây trấn luôn, cũng có trấn, và kia ra nào cũng có trấn nhưng mà không có đồ. Azumani bạn ấy không có nuôi, mặc dù là đã có Tiganir rồi. Đây là hơi chợp Thunder thì bạn ấy có cây Lemurak S1, Thalona Rukami, Tombok Tiganir, Tombok Quang Nhân Di và Mid Laniate. Không có Hander, mặc dù là cái set Hander đấy thì mọi người có thể cày nó là set G4 ấy. Bởi vì nó là set G4 cho nên là khá là nhiều thanh niên có, thậm chí là full gear hai set luôn. À không, Header thì không nên lấy hai set đâu nhá. Ở đây thì móng lửa bởi đây đang lắp mid bóp Murata Himiko và top Thalès. Rồi ok, cũng có thể nói là 3 phần 4. Roger Thunder cũng... À không, không có đồ à, tính ra cũng có khá là nhiều. Đâu để xem xếp team. Đầu tiên thì đến với team băng. Team băng thì bạn ấy DPS thì bạn ấy cầm Roger Vision này. Support thì bạn ấy có Lý Tố Thường và bé mèo, có cả bé mèo, có cả ấy, nhưng mà không có đồ. Hơi chưa Lý Tố Thường cũng không có đồ này. Thế thì team băng của bạn ấy có vẻ là hơi bị level 86 rồi, vậy là bạn ấy mới đột phá siêu hạn thôi. Team băng có vẻ không ổn, vậy là bạn ấy ron đồ cho Lý Tố Thường đi, hoặc là ron đồ cho bé mèo đi. Tiếp theo là team điện. Team điện thì ADN bạn ấy cũng không có. À có Tiganir đúng không? Ok, nếu như lắp Tiganir thì bạn ấy có thể cầm hơi chưa thân ảnh, nhưng bạn ấy chưa có Hander, vậy là lỗ hổng duy nhất là bạn ấy chưa có Hander. Và DPS điện thì bạn ấy có mỗi hơi chưa Thunder thôi. Có vẻ cũng hơi lủng nhờ. À bạn ấy có hơi chụp chớp rồi này, thế thì cầm ADM thì vậy là bạn ấy chỉ thiếu mỗi đồ cho support, à đồ cho DPS thôi. Team lửa thì có hơi chụp chớp Achan đâu. Achan thì ok, nếu như không à Achan chưa chấn. DPS lửa thì bạn ấy có mắm lửa, ôi mắm lửa mạnh vãi. Các bạn newbie nên lo mắm lửa nhé, thật sự luôn. Mình không biết là hơi chừa Finality có bị kén đồ không, nhưng mà thật sự mắm lửa là một nhân vật thật sự mình khen từ từ trước đến giờ luôn, bây giờ mình vẫn thấy mạnh, mạnh thật luôn. Trước kia khi mà mình chưa lo là ra Mobius này, cũng chưa có nhiều quá là nhiều Valkyria, kiểu mình cầm mắm lửa đi kiểu dắt mắm lửa đi khắp thế gian luôn. Ở đâu cũng có sự có mặt của mắm lửa, boss nào cũng chơi, kể cả khắc chế thuộc tính mình cũng cầm đi đánh được. Trời ơi, đồ hồi đấy đúng kiểu cả không ăn muối cá ươn, còn cưỡng cha mẹ trăm đường bất chinh. Ok, còn team vật lý, hình như có hơi chơi xem tiền support thôi. GDC cũng có, nhưng bạn này thì S0, hơi chơi xem tiền thì chưa có đồ. DPS thì bạn này cũng chưa có, vậy là bạn này có thể run thêm một Valkyria DPS. DPS thì bạn này có thể run PE, đúng rồi, chỉ có PE hoặc là cày Elysia vật lý thôi. Nhưng mà cày Elysia vật lý thì cày hơi lâu đấy. Nhưng mà để dành mà ron PE thì cũng lâu. Đâu để xem không vũ khí thì bạn này có bạn em bạn này mới chơi mọi người ạ. Tính ra thì nick này khá là ngon đấy. Kho vũ khí thì bạn này có 3 cây dát vàng và 1 2 3 4 4 cây. Nhìn lại thì bạn này mới chơi có 90 mấy ngày, thì đối với một cái nick như thế này thì mình đánh giá là nó ngon, ngon nha. Ở đây thì bạn ấy có một set, hai set, nói chung là cũng có khá là nhiều set có đồ và 3/4 nước này thơm nha. Tưởng chơi lâu nhưng mà newbie mà như thế này là được của nó. Tuần trước thì bạn ấy xếp hạng 12,42%, Arana Artemis 29, Trù Trí Dương Họa Đấu 46, cầm Hơi Chơi Prison và Quỷ Thần Ô Tô 38. Ok, cầm mắm lửa và kỹ năng ở vực sen đỏ 1675 cúp, bị xứ mới 100 cúp này, 1575 cúp đứng thứ tư. Đánh ô tô bạn ấy cầm hơi chơi chết full game, mỗi tội hai bài này thì không có đồ, 21.500 điểm. Được nha, được nha. Tuần này thì bạn ấy đang xếp thứ hai đánh mắm lửa đấy, bạn ấy mắm lửa này ai cha nó chơi chết 21.562. Ui tính ra có đánh có điểm cao hơn mình. Ok,
Ok. Tai nghe Bluetooth Hurtur of Human, mô hình scale Fuhua Vân Mạc Đan Tâm, mô hình scale Elysia cực kỳ dễ thương, hay còn có cả mô hình Chibi Lý Tố Thường vừa mới được ra mắt cùng Anniversary phiên bản 6.1. Thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm này tại Honkai Impact 3 Việt Nam Shop. Tại đây, thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm, phụ kiện mà mọi người muốn. Ren sẽ để đường link chi tiết sản phẩm và shop dưới phần mô tả của video nhé. Ok, mình đã quay trở lại với nick thứ hai đây. Nick này từ bạn Tân Laka, Nề Cả Trên, Cha Laka. 1538 ngày lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 20 tháng 11 năm 2018. 1536 ngày, vậy là cũng khá là... Ui dồi, 90 ngày. Đang sâu dầu thế. Ui dồi, 125.190 pha lê. 125 là chia 3 là bao nhiêu ta? Từ từ, này không được... Tí nữa lại thành thần đồng toán học bây giờ. Đâu là cái máy tính của mình đâu nhỉ? 125.125 chia 3 41 củ. Úi dồi ôi, 41 củ mọi người ạ. Ôi, vậy là bạn này sắp lấy được bộ skin của FR rồi. 50 củ là có thể lấy được bộ này. Đâu để chúng ta thử xem cái chìa khóa thần của ông này xem sao. Úi dồi ôi, chìa khóa thần có 124. Well quá rồi, thôi chết rồi, hôm nay gặp phải một con well chúa rồi. Úi dồi ôi, skin của FR, úi dồi ôi, skin của Gazelle này tinh xẻo, úi dồi ôi, nhiều skin vậy. Bạn này thì 1500 ngày, vừa chơi lâu vừa nạp nhiều, chứng tỏ nick này cực kỳ nhiều Vakira full gear luôn, lắc mắt luôn ấy. Ở đây thì bạn ấy còn thiếu 3 nhân vật như là Aponia, Subwing và... gì? Vinfai, ok. Vinfai, Vinvi gì đấy. Ok, đầu tiên thì là Kiana này. Kiana thì bạn ấy có cây yêu điện song tinh gì đây. Sao lại top up Broken Sword này hả trời. SS rồi, đây Mulan. Mulan thì bạn ấy có cây lên SS và cầm pháo điện dương top mid. Mèo gì chăng? Thấy quả cầu tàu là thấy không ổn rồi. Ranger có skin nha mọi người, diva của thế giới Honkai Impact. Đó. Skin này thì chắc là limited rồi đúng không? Đẹp quá mọi người. Hurtur the Void thì SS2 tấn công 1480 vùng đất vô vĩnh kiếp với lại Full Jet Serum Falcon. Nice Magical này. Ui, đúng skin mình thích luôn ấy mọi người. Đây là skin... Ui dồi ôi, nó đẹp. Nó đẹp nhất cái deck luôn. Chúng có dược lửa với lại Full Jet Murata Himiko. Đây, mắm lửa cũng có skin. Anh Nia này thì quá well rồi. Quá nhiều Valkyra full gear. Tấn công bao nhiêu? Tấn công 1457. Ui dồi ôi. Ok, tiếp theo là May. Đây là Lightning Queen. Lightning Queen cầm trọng từ vợ chàng Top Mid, Jin Tam và Boss Isaac Newton. Có bộ skin dạ ma. Cái bộ skin dạ ma này thì được ra mắt khá là lâu rồi. Bây giờ thì lâu lâu nó sẽ bán lại. Đây là Hurtur Thunder SS2. Tấn công 1577. Thalo Narukami với lại Full Jet Handler SS2 nhé mọi người. SS2, SS3, SS. Mua vẻ báo xuân này, Outer Stock. Ui, skin đẹp quá, nói chung là chỉ khen skin thôi. Bởi vì mình không có cho nên là mình thấy nó đẹp. Nhưng nếu mà mình có rồi mình nhìn nhiều thì chắc là mình thấy lại thấy nó nhàm. Ở đây thì bạn ấy có Tiganier, ok, Full Gear rồi, Hurtur Vision, SSS, ui dồi, Aiden of Star level 65 với lại Full Jet Willow. Wow, SSS luôn, tấn công 1.600 ạ. Ôi mẹ ơi, 1.600. Lại chúa trên cao, tần đạo forward. Hurtur đi chơi. Đây là Chamabuki mọc sừng nha, SSS. Thậm chí ở đây là Black của bạn này không có nuôi mà đã lên ở SS rồi. Hurtur of Just SS3 vùng đất chân lý khải huyền. Full gear chưa? Full gear chưa ông nội? Chưa hả? Dạ ha, mặc dù là SS3 rồi mà chưa full gear. Hay là bạn này không có lắp đồ? Brute Row. Ok, SS. Nụ hôn hoa hồng. SSS rồi, toàn SSS hết rồi mọi người ạ. Thậm chí là Valkyria VKE bạn ấy cũng có cây lên mức rank SS, có cây Nice. Có skin nha. Teresa Luna SSS SSS. Ok, SA cái kiểu thân thở với lại phụ trợ thủy kính full gear rồi. Nhưng mà bạn ấy không có bộ skin lan dạ hành ca. Paladin cũng maximum Kapka với lại phụ trợ Hecate. Lại thẻ cao cả Vokaro SS này, trời level 65 và top bot thì kính và mid may bikini. Thì thánh tinh khung
Bộ skin này thì bán với giá là 9.600 vale mọi người. Background vàng khè, đẹp, nhiều hiệu ứng, nhiều ứng cực luôn. Bây giờ ao meta rồi chứ là cũng ít người dùng, thế là các bạn sẽ ít thấy. Wow, nhiều skin quá, ngầu lòi luôn. Thuần vũ con mắt sương mù và Killer Quickly SSS. Đây là vân mạc đâm tâm SS, trời ơi, từ 1.400 digicomic với lại full sephua macrep. Wow, SS thì chắc là support vẫn còn ngon đúng không mọi người? Mình thì mình không có SS nên là mình không biết, mình đoán thế thôi. Mặc dù là test beta thì cũng toàn cầm vân mạc đâm tâm SS đấy. Với lại kiểu xem mấy thánh ở trên YouTube ấy, mấy bạn ấy cũng cầm vân mạc đâm tâm SS 3 với lại SS quẩy vẫn được. Ok, với lại FR, SR thì cũng 3S rồi, chắc full gear đúng không? Nhiều, nhiều bác kia là full gear. Mộng ảo đêm hè, Arena Ultimate SSS, chấn Black Willow và có bộ skin cán khê xa. Bộ skin này cũng bán trong shop nhộng thời gian với mọi người. Wow, ám tường vi này. Nice, ui, có cả Red Heart Queen này. Wow, full trang phục rồi. Spina Astera, Vũ Đạo Vĩnh Hằng. Ôi tính ra cũng ít ông có bộ skin Vũ Đạo Vĩnh Hằng này nhỉ. Trước kia mình thấy đẹp mà. Spina Astera tấn công 1498, full gear, chấn rắt vàng. Ok, tiếp theo là Jay Sakura này, biến ở trong đêm. SSS, đây, bộ skin mình cũng có nha. Tôi cũng có, bạn cũng có. Hồn hứa đau huyết anh tịch diệt, ảo mộng, Yae Sakura, hoành đảo đôi, liên hoa này, ta chim mày, đây Maiko, Hiyokai Sonata này, SS, Ngựa Linda Hàn Ngục Băng Thiên, Phỏng Linh Băng Thiên, úi dồi ôi, Kailen vợ tôi, cũng có skin, ôi dồi ôi nuột chưa. Trời ơi, lâu lắm rồi mới nhìn thấy Kailen có skin ấy. Trời ơi, mừng rớt nước mắt luôn. Anna này, khúc hát đêm đen này. Đây này, có nhiều ông cũng có cả bộ skin này luôn. Rồi bao giờ Kailen mới có giáp mới? Kim sắp đít rồi. Kailen ơi. Ok, chị Amalyn thì full gear rồi, SSS luôn. Đây là SP đồng giao với lại full set đi phạt. Cũng nói chung là ở mấy Valkyra rank A của bạn này thì lên 3S hết. Kể cái gì giấc mơ, hồi ức Cam Hải, 3S hết, full gear luôn, biến ngắn sông dính hết luôn. 2S cả biến ngắn kết nối với lại full set Alampue, tấn công 1.500. Lạy chúa, Nick có skin tấn công 1.439. Đôi mắt vực máu với lại full set Venner, full gear, quá nhiều bác kia là full gear. Thậm chí là có bộ skin Magic Gun Celay luôn. Nhức cái này, không còn gì để bàn cãi luôn. Nick người ta như này cơ mà. Điên cho là SS, thường có tình sao nhân mã với lại full set Shakespeare Atrip. Đây, lời hẹn tập tự tinh dắt vàng, Phi Long Tại Thiên cũng SS luôn rồi, SS 1 Học Uyên Bảy Hoa Vòng Xoay Sáng Tạo Top Mid Lane và bot Elysia. Tấn công bao nhiêu này? Tấn công 1511, có skin. Skin này chắc là trong Event Tiêu Pha Lê sao? Mình nhớ không nhầm là như thế. Thiên Nguyên Kỹ Anh, Midnight Athena, Top Mid Biến Ca Sân Khấu. Thiếu bot nên là bạn ấy đang lắp bot Elysia. Đây, mỗi bộ này là 9600 Pha Lê đấy mọi người, tiền cả đấy. Sakura thì S0, bạn này không có nuôi. Fit chắc cũng full gear đúng không? Fit SSS, Sackbot, Điện, Elysia, đây là Hercule Human. Tấn công 1451 này, trần level 65 với lại full set Elysia Pristine, Hercule of Corruption. Full gear, tấn công 1559, có mỗi Hercule of Prison là tấn công 1600 mọi người. Wow, Elysia full gear rồi. Đây, bộ này là bộ Hercule of Corruption nha. Mobius thì sao? Mobius trấn level 65, Death Thought với lại full set Lanius. Sợ, con gái của san hô, viên sỏi nóng bỏng. Nuột, quá nuột luôn. Oscaring Wing, ok, Caron Pepper, Paganini, ok, có một Caron Pepper là bạn này có cây trấn nhưng mà Paganini thì không có. Bé mèo Paddle Fairies, không có đủ á, mèo không có đủ. Lại ghê, Aponia cũng không. Eden thì ok, chắc là full gear rồi đúng không? Trấn level 65, full set Hender, SSS, support điện, Gardeceo SSS, Elysia Archa rất vào top bot Kazine và full gear. Nice, và có cả bộ skin thần thoại trong tranh. Ui, bộ skin này đẹp vãi mọi người ạ.
Đẹp. Đẹp hơn cái bộ cái gì? À, tranh như mùa hè hay mùa hè như tranh ấy. Ủa rồi, Lý Thú Thực SS rồi, tấn công 1439, chấn rắc vàng và full set thần châu kiếm, support băng, cứ phải gọi là mãi đỉnh. Team Lý Thú Thực mãi đỉnh luôn. Ờ, Achan, AI, full gear SS, chấn rắc vàng. Ủa rồi, quá tuyệt vời. Phục Ký Thư 2 sao này, Lane 2, 3 sao, Duranda Thánh Kiếm 2 sao và cuối cùng là F. Elysia. Ủa rồi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 cây rất vàng, 2 cây mới đột phá siêu hạng. 37 cây với một người chỗ mình lướt không hết luôn này. Trời ơi, nick nhà người ta. Nick nhà người ta. Nick nhà mình kiểu phèn chúa. Bởi khó vũ khí thì chắc chắn là cực kỳ nhiều luôn. 1 này, 2, 3 Willow, 4 Thần Châu, 5 Elysia, 6 Kazene, 7 Ender, 8 Rana. Này, 3 phần 4 này, 9 Lanius, 10 Oslof. Ôi dồi ôi, Elysia, 12 rồi, 11, 12 Murata, 13 Wang, 14, 15, ôi dồi ôi, top top top, mid mid, bot bot bot, 16, ôi tính ra là nhiều lắm luôn đấy mọi người. Bởi vì bạn này có một set, à, một vết thánh nhưng mà có tận 2 set luôn ý. Thủy kính, đây, nói chung nick này à, vẫn thiếu chứ, chứ không thiếu cái gì cả. Nhiều vậy. Jin thăng hoa. Rồi, top mid Jin, top top top, mid mid mid, bot bot, 3 set Jin Zen Tang, 2 cái mid mây, 6 cái bot new. Lia xanh, phục kỳ tư, nữ hoa, Cleopatra, đủ cả. Tuần trước thì bạn này xếp vào 1,21%, Arana Artemis 31.893 điểm. Cầm Mobius, ok, 47, cầm Hunter, Prison, SS, Nguyễn Trần ô tô 39, PE 1%, tịch diệt. Thanh niên này cũng lên được tịch diệt. À không, chắc chắn là lên tịch diệt, trời ơi. Nhưng mà cũng không có trụ hay là bạn này không cố, không. Nick này thì khá là ngon, quá là xịn luôn. Chắc là bạn ấy không kiểu cố để trụ tịch diệt hay sao ấy. Sen đỏ thì nick này, úi dồi, thừa sức trụ sen. Cái nick kia nồi cháo heo như của mình nó còn trụ được sen đỏ, ok. Ok mọi người, thấy nick của bạn săn la cà như thế nào thì nhận xét dưới để cho mình biết. Trong cầm giờ thì bye bye mọi người. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, bye bye.